Thưa anh, lúc nãy chúng ta đã nói đến nhạc quê hương của anh. Bây giờ chúng ta phải nói đến một cái bước thứ hai là nhạc tình, mà nó cũng thành công không khác gì nhạc quê hương của anh. Nhưng mà trước khi hỏi anh một cách tổng quát về nhạc tình Hoàng Thị Thơ, thì tôi có một cái điều tôi ở mức đã lâu, nghe bao nhiêu lâu rồi, là trong bài Tạ Tình của anh mà lúc nãy Họa Mi có hát á, thì anh viết cái câu là anh tôn thờ em suốt đời. Thì tôi không hiểu là hai cái chữ tôn thờ đó anh dùng nó có hơi nặng một chút hay không? Không, em thì em thấy trong cái bài đó chỉ có cái câu đó là hay nhất. Em phục chú là một thiên tài đã tìm ra cái chân lý thật sự của con người. Tôi cảm ơn các cái duyên, nhưng mà tôi kể một cái chuyện như thế này để rằng là tôi cũng bị những cái lời ăn tiếng nói mà khổ tâm lắm, chứ không phải giống như là kỳ duyên đối với cái câu đó đâu. Thì tôi nhớ rằng sau khi tôi làm cái bài Tạ Tình đó, là để cảm ơn một cái người đã cho tôi một chút tình. Thì trên đài phát thanh hát lên, nghĩa là ngày nào cũng hát. Thế tôi có một người bạn, cái bà đó là bà gọi tên là Nguyễn Khắc Cung, bà là giáo sư âm nhạc của quốc gia. Thành thì mà bà là giáo sư dân cầm của các con tôi nữa. Thế thì tự nhiên có một hôm tôi đem con tôi tới, thì bà lại đứng dậy, bà lại rất là khó chịu, và bà có vẻ chì chiết mà mắng nhiếc tôi nữa. À, nó sao cô, anh Ngạn với cô Duyên biết, bà nói anh Thơ, anh là cái người hèn, anh là đứa con bất hiếu. Tại sao vậy? Ê, tôi ngạc nhiên quá. Tôi hỏi sao lại chị lại nói như vậy. Nói tôi vừa mới hôm qua và hôm nay cũng nghe cái bài nhạc của anh tôn thờ em suốt đời. À, thế là anh là thằng hèn và anh như vậy bất hiếu. Cái bàn thờ là cốt để thờ cha thờ mẹ, mà bây giờ anh đặt cái ngón gái lên anh tôn thờ thì anh là thằng con bất hiếu gì nữa. Không, chắc là cái chữ anh dùng thôi, phải không ạ? Vâng. Tức là anh dịch tiếng Tây đó là Jotado. Đại khái cái có phải không anh? Không, sự thực ra thì tôi có cái lý để tôi dùng chữ đó. Là bởi vì tôi cũng thực, cũng thương có đó thực, và cũng muốn tôn thờ thực. Nhưng mà tôi theo một cái câu của một văn sĩ Pháp, đó là ông Michel Lê. Ông viết cái câu hay lắm. Cái câu nguyên văn như thế này: Je ne puis me passer de Dieu. La femme est une religion. La femme est un hôtel. Là nghĩa là tôi không thể nào vượt qua ý Chúa được. Đàn bà là gì? Đàn bà là một tôn giáo. Tôn giáo. Đàn bà là một cái bàn thờ. Thế thì tôi đặt cái người yêu của tôi lên bàn thờ thì có cái gì mà... Câu đó không đúng đâu. Cháu không nghĩ là có gì kết tội, nhưng mà nếu mà đặt trên bàn thờ trong tinh thần thôi, chứ nếu mà anh về nhà anh đóng một cái bàn thờ thật cao xong anh đặt vợ anh trên đó rồi anh cứ đi đâu ra đường không, anh cứ đặt ngồi trên đó sợ đi đánh bài nguyên đêm về đâu có làm gì đâu, tại đâu có leo xuống được không đâu. Thực với các cái gì, cái bàn thờ đó chỉ ở trong lòng tôi thôi. Chứ đâu tôi có làm cái bàn thờ không thực mà. Đâu tôi xin lỗi khoan, anh sẵn có chú thờ ở đây, em nghĩ là anh nên xin chú cái bản quyền của cái bài này, để anh lấy cái bài này làm cái bài hiệu cho cái hội sợ vợ của anh, em nghĩ rất là tôi thì tôi tiếc là tôi gặp anh hơi trễ, thành ra tôi không có học được nhiều cái bài học của anh đối với phụ nữ. Tôi cứ bị mang tiếng là một người nói xấu phụ nữ. Nhưng mà thưa anh, xin cảm ơn anh đã nói một câu chuyện kỷ niệm rất là vui về cái bài Tạ Tình của anh. Nhưng bây giờ nói một cách tổng quát nhé, thì cái bước đầu của anh viết toàn nhạc quê hương, anh bắt đầu chuyển sang nhạc tình từ hồi nào? Và thường thường thì các nhạc sĩ sáng tác có cần phải có một cái động cơ thực sự ở ngoài đời, những gặp gỡ, những chuyện tình để mà góp nhặt, để mà làm cái nguồn hứng cho mình hay không thế? Tôi xin thú thực rằng phần nhiều đấy, như anh làm nhà văn anh hiểu rồi, khi mình viết một tác phẩm đó thì có lúc có những cái thực, nhưng mà có những lúc có cái phần hư cấu là anh tưởng tượng ra. Nhưng mà riêng nhạc tôi đó thì không hư cấu, không có chỗ đứng, chỉ là hoàn toàn tất thật. Cả những cái gì đều thực trong đời tôi. Chứ hết đã viết tới bao nhiêu bài tình ca, có nghĩa là mỗi một bài tình ca là một chuyện thật. Có thể không tính như này đơn giản, tức là có thể là một bóng hình mà làm nguồn hứng cho nhiều bài. Vâng, có phải không ạ? Vâng. Chứ còn 300 bài mà 300 cô thì không phải. Vâng. Nhiều khi một cô thấy có đến 5-7 bài cũng nên.
Vâng, lên đây 300 mà chia cho 5 là tính ra. Cũng khá nhiều rồi. Nhưng mà tại sao anh Ngạn biết là tại sao tôi viết nhạc tình không? Vâng. Bởi vì tôi thành thực, tôi thú thực, tôi bị ảnh hưởng bởi cái nền văn chương Pháp. Bởi vâng. Ngày xưa tôi cũng học chương trình Pháp đó. Vâng. Thì những cái thi sĩ họ có những câu hay lắm, vâng, mà mình không thể nào bắt chước được. Vâng. Ví dụ Victor Hugo có câu rằng là em mong nu, em mong toujours la chanson la plus charmante et la chanson des amours. Vâng. Nghĩa là ông khuyên là chúng ta phải yêu, yêu mãi. Và cái bài ca mà xinh đẹp nhất là bài ca nói về ai tình. Vâng. Rồi lại cái ông Goethe ở nước Đức, văn sĩ Đức, lại ông có một câu hết sức hay. Cái câu như thế này: Le vin, la femme sont sur cette terre et le comble du bonheur. C'est grâce à eux que l'homme peut monter au ciel sans passer par la mort. Cái câu như thế này thì cô ca kỳ duyên nghĩ có hay không? Ông này rượu và đàn bà trên trái đất này đó, là cái cực điểm của hạnh phúc. Nhờ rượu và đàn bà mà người đàn ông có thể lên thiên đàng mà không khỏi cần... qua cửa tử, khỏi phải chết mà vẫn lên thiên đàng. Vẫn lên thiên đàng, sướng quá đấy. Thế thì tôi thôi, nhưng tôi cũng muốn lên nếu thiên đàng. Nếu phải tốt là đúng rồi. Nếu tôi muốn lên thiên đàng mà tôi cũng muốn chết. Vậy tôi chỉ thể phải được đi con đường đó thôi. À, vì tôi không biết uống rượu, tôi mất một nửa thiên đàng. Tình yêu này, tình yêu này.